My friend. Idol có online không? Đang đánh nhưng mà đang chơi cái draft luôn nhỉ. Nên là không không xem. You know the big Richard is a former player. No idea. I know big Richard from Germany, you know? I'm not sure you mentioned about him and I just mentioned him in the different of him. Yes, I know him. I'm following his Twitter. Okay, let's see a big bullet. See, I'm not sure about how to play. It's for evolution. Wow, arrow and but wow, yellow ghost boot. Wow, so many damage. Crazy. Crazy for sure. Are you sandbox OP? Yes. Ông sếp em đang muốn tìm cách khiến em ngả nghỉ nghỉ việc giờ em theo em. Không chịu hay làm tiếp. Anh phải có một vài câu hỏi để hiểu được ý của em. Ví dụ như là em làm công việc ấy thì em cảm thấy thoải mái không? Em xếp lương của đấy nó tốt hay không? Và môi trường của đấy nó sẽ có thoải mái cho em không? Hay là chỉ là ông xếp chỉ là ông xếp cảm thấy khó chịu với em thôi? Còn những người còn đồng nghiệp còn lại thì sao? Họ có tốt với em không? Hay là cũng lại không tốt với em? Nếu mà họ không tốt và ông xếp cũng không thích em nữa thì em nên ra đi, tìm một môi trường mới. Và thứ hai nữa là tìm anh thấy là khi mà bước chân, khi mà bị dồn đến đường cùng đó, thì phải nên là tự bước, tự vận động, tự bước tiếp. Tức là không nên gọi là cố tình để trụ lại một cách gọi là như nào nhỉ, gọi là miễn cưỡng. Tại vì nếu càng miễn cưỡng như vậy thì càng mệt cho hai bên. Và thứ hai là mình đi làm thì ức chế, không thoải mái. Đi làm là phải thoải mái, đi làm là phải có mục tiêu. Là đi làm là một là kiếm tiền, hai là môi trường nó thoải mái, đi gặp bạn bè đồng nghiệp nó vẫn vui. Phía sau này là các bạn cứ đi khoảng độ 2 năm 3 năm rồi các bạn cảm thấy mệt mỏi chán rồi các bạn. Thì ông quản lý leader với ông sếp của các bạn quản lý nó sự rất là chán, lựa hai là mình bực tức. Ngày xưa mình vậy. Who's your favorite player in the past and Zach and now the Mohamed Slime? Những người đồng nghiệp tốt với em thì chỉ có điều là ông sếp em ghét nhất. Ngày nào cũng ghét hay là chỉ có một ngày cái dự án gần đây là ông thấy ghét thôi. Thực ra là đấy là một ông, thực ra là cái ông mà quản lý mình mà ông cứ hay ghét mình thì ông hay đi lắm. Mà một khi đi thì gần như là thực sự rất là khó phát triển. Yes, lock retirement. I'm not sure. Yes, listen, my best friend, but I think he retired. Ở trong một cái môi trường mà thực sự là bị như nào, bị người sếp mà ghét á, thực sự rất khó làm như vậy. Tại vì là sau này cái ông đấy cũng tác động đến mình trực tiếp, ví dụ như là KPI này. To enjoy the Great Giant Time. Thế là anh nghĩ là thôi, nếu mà cảm thấy là thực sự là em muốn ra đi thì anh nghĩ là em nên tìm công việc mới. Đúng rồi, đừng nên bị đuổi. Đi buổi thì sau này nó khi cái
như nào nhỉ, cái tâm lý mà mình đi xin việc mới nó cũng hơi bị ức chế, bởi vì là ví dụ sau này câu người ta tuyển HR người ta sẽ hỏi là tại sao lại nghỉ cái công ty trước đấy, lý do tại sao, chẳng lẽ bạn em bị đuổi nghe nó hơi bị không đẹp cho cái CV cho lắm. Nói chung là một khi đã xếp ấy, mà đã ghét mình thì thực sự là các bạn cũng không nên cố bám trụ làm gì. Ngày xưa mình cũng vậy, cái thời điểm mà cái đây 2 năm mình có một cái, cũng có một cái tên gọi là đi mình, cũng thích mình. Sau này cũng là thanh niên đã nghỉ luôn, nghỉ công ty trước khi mình. Thì có một, sau đấy là có một người họ lên họ làm leader và quản lý mình thì cảm thấy thoải mái hơn mà lâu gắn bó lâu dài đến tận bây giờ luôn. Mình đi làm một công ty nhá, mình từ trước, từ lúc mà mình đi ra trường là 2015, đúng rồi, tháng 2 2015 mà đi làm đến tận bây giờ luôn đấy, 9 năm rồi ở công ty này. Thì các bạn biết là mình phải nói là nó trung thành như thế nào, chỉ có môi trường ở đấy tốt, thoải mái, mình làm việc có gắn bó lâu dài. Mặc dù là cơ hội thăng tiến của mình chả có, sau 9 năm mình vẫn vậy, 8-9 năm mình vẫn vậy. Chứ còn mình vẫn vậy, mình vẫn đi làm ở đấy, mình cũng không có ý nhu cầu là phải thăng tiến được này hay kia. Mình cũng nhu cầu của mình đó là đi làm kiếm tiền và nó thoải mái. Thì mình vẫn lấy lý do tại sao mình vẫn bám trụ ở đây đến năm 2009 rồi. Bắt đầu năm 9 rồi đấy. Thứ hai nữa là các bạn nên phải làm đây nha, mình nói một cái ý kiến của mình thôi, đó là các bạn đi làm thì các bạn phải ít nhất là các bạn phải có 2-3 job, tức là các bạn tay trong chân trong chân ngoài, chứ đừng có phụ thuộc vào một job này sang một job kia, bạn phải kiếm được nhiều job. Thì lúc đấy là khi một cái job này nó không thuận lợi thì cái job kia nó sẽ bù lại. Thì nếu mà các bạn cứ phụ thuộc một job gần như là sau này cái job chính thì các bạn gặp biến cố ấy, thực sự rất là khó chịu, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái tinh thần đi làm của mình, ảnh hưởng đến cả tiền thu nhập của mình nữa. Ngày xưa mình lúc kênh YouTube của mình đã bị reset, đúng lắm cái thời điểm mà mình phải nói là rất tệ hại với mình. Kể từ lúc đấy thu nhập ngon chứ, 2019, tháng 7 2019. Nhưng bây giờ thì mình đã có một cái job khác rồi mà nó ổn định hơn rồi, thì mình thấy là nó thoải mái hơn. Từ lúc mình đi làm thì mình gần như là làm ít nhất là 1-2 job song song với nhau, không nên làm một job thì một job thu nhập nó có thể là job cao, ví dụ như các bạn quản lý, ví dụ như các ông sếp, các ông quản lý thì không nói, bởi vì là lương bóng cao rồi, ông chỉ còn làm được chung một job thôi, lương bóng thừa thâu, thừa đủ sống, thừa đủ nuôi gia đình thì không nói. Nhưng mà ví dụ các bạn lương thấp, các bạn nội khoảng độ 15-20 triệu, 30 triệu chẳng hạn, các bạn phải có thêm một job nữa thì nó không xong với nhau. Chứ nếu mà ở Hà Nội thì các bạn ấy chỉ có độ khoảng 15 triệu, 20 triệu thì cũng sống được. Thật sự là chỉ đủ để tiêu chi tiêu gia đình thôi. Còn sau này các bạn đi học con hoặc là mua sắm nữa thì thực sự nó khó lắm, không biết gì. Đó là những chia sẻ thật của mình. Nên lý do lại ra mà các bạn nhìn thấy là gần như là từ tháng 3 đến bây giờ là gần như là mình livestream, bởi vì là mình có dành thời gian cho những công việc khác nữa. Right, Zion, let's go baby. Nep Ryan Zion. Đây là ý kiến của mình thôi, rất mong là sẽ có một cái điều tốt đẹp giữa, sẽ tiến triển hơn so với lại giữa quan hệ của em với lại ông sếp đấy. Chứ còn thực hồi trước thì anh cũng đi làm với ông một cái ông đấy thì ông cũng chán lắm. Hey Danny, how are you? I miss you. You miss me too. Okay, enjoy some game about what I see, and I will put later. Today I will try to get 9,000 trophy. Impossible. Bye bye, Ian Barrows. Oh no, sorry. Bye bye, Ian.
Monster using a Rider Dragon. Rider Dragon or Lava? No idea. Tombstone, where? Yes, rare, let's go. Let's go, we got, oh, so beautiful. So beautiful timing. Yes, so Mother Chain, exactly. So you can check out my game, sorry, game on the Royal API. 3 months ago, I played that maybe 10 games in 3 months recently. I don't have time. Wow! Why is I getting too strong? So it's lava. All the electro weather for the fan balloon. Crazy. Nice electro wizards. Nice. Beautiful. So beautiful. It's true. No way. Oh. We got a fire boom. Yes, fire boom. Arrows coming. Oh, good. Time to say good game. Time to cycle electro with us. Where lava? We need lava. Oh, I don't think cycle arrows. To get more damage. Đúng rồi. Em phải có một cái backup trước khi em muốn rút lui. Bây giờ em chưa đau đùng một phát em rút lui thì thực sự nó rất là khó cho em ấy. Mà xin nghỉ đâu có phải xin nghỉ được luôn đâu nhỉ? Nó cần phải hình như là nó phải yêu cầu làm hết mấy tuần, 2 tuần nữa thì bắt em mới nghỉ được đúng không? Rise Dragon, one shot please, 2 shots. Oh. Let's go baby. Oh, Baba Yang here. Right, only one. What shot, please? 2 shots. Good job. He got so many trophy after this game.